tên rất là phổ biến, ví dụ như David, Maria, thì các bạn có thể một phần là hình dung, nhưng mà ví dụ như cái tên của họ là những cái tên khó nhớ, ví dụ như Charles hoặc là Georgia hoặc là những cái tên khó đó, thì người ta sẽ đến bằng các bạn là ok, C-H-A-L-A-S hay gì đó, ok, thì các bạn sẽ không, nếu mà các bạn không nghe được cái bảng chữ cái này thì làm sao các bạn có thể nghe được đánh vần tiếng Anh, đúng không? Hoặc là khi mà các bạn đánh vần cái chữ cái này không chính xác thì làm sao các bạn có thể nói cho người nước ngoài nghe cái chữ các bạn muốn nói mà trong lúc họ không hiểu là chữ gì đó. Thì ý tôi muốn nói là các bạn chữ cái alphabet này rất là quan trọng. Ok, right, can you say the alphabet? Bạn có thể nói cho bạn chữ cái alphabet được hay không? Ok, thì ở dưới đây tôi có phiên âm cho các bạn. Can you say the alphabet? Ở dưới đây tôi lên giọng tại vì đây là câu hỏi. Can you say the alphabet? Ok. Và bắt đầu các bạn nhìn lại thử xem cái bảng chữ cái này mình có đọc được hết không? Ok. Ở dưới đây tôi có phiên âm hết cho các bạn nha. Nếu như các bạn nhìn ở trên này mà các bạn đọc nó không giống dưới này thì chứng tỏ là trước giờ mình đọc sai. Ok, thì bây giờ tôi đọc sơ qua cho các bạn một lượt ha. Nhìn dưới này ha. A B, nhớ là y dài nha các bạn. B C D E F G, chờ y nè. G H, nhớ là A chờ H. H I J J nè. J K L M N O P Q, mình không đọc là khu nha, tại vì cái này là nó đã biến thành u nhẹ rồi. Q R S T U V W X, nhớ chỗ này nó có chữ K. X Y Z, đọc lại một lần nữa cùng với tôi nha. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Và trong những cái chữ này sẽ có những cái chữ mà làm như là các bạn sẽ có khuynh hướng nhầm lẫn. A và H là khác nhau, nhớ cái đuôi nó tạo nên âm thanh khác nhau nha. Cái này là A không mà, còn cái này là A chữ H. H, ok, đó là điểm các bạn dễ nhầm lẫn thứ nhất. Điểm nhầm lẫn thứ hai đó là chữ G và chữ J. Các bạn cứ nhầm lẫn, các bạn đọc cái này G rồi cái này J không à. Tại sao cái này hai các bạn hay nhầm nè. Nhớ là G, nghe nói G là trong đầu hiện ra chữ G liền. J là trong đầu hiện ra chữ J liền. Chữ này nè, chữ y ngược á. Ok, G và J là khác nhau, đừng nhầm lẫn hai cái này nha. Ok, và cái chữ B không bật hơi nhưng mà P là bật hơi, ok, P, P, B, B khác nhau nha, nghe âm thanh trong đầu hiện ra cái chữ liền, được chưa, ok. Và cái chữ tiếp theo là cái chữ này nè các bạn, S, cái này là S, S luôn nè, S, 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 nhưng mà cái này là, nó có K chính giữa là X, 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 nó có chữ K, rồi xong mà mình mới có chữ S, X, còn đây là các bạn nghe khác nè. S X H A
khác không? Nghe khác hết. Tất cả những chữ trong bảng ký tự áo và tất cả đều khác hết, không có nào mà nghe giống nhau hết. Cái vấn đề các bạn nghe không được là tại vì các bạn đọc không đúng. Ok. Và bây giờ tôi sẽ đọc sơ qua một lần nữa cho các bạn. Và trong lúc tôi đọc á, thì các bạn nghe cái âm thanh của từ đó và trong đầu của mình hiện ra cái chữ đó liền, được không? Nếu mà các bạn nghe cái âm thanh mà tôi đọc mà trong đầu mình chưa có hiện ra cái chữ á, chứng tỏ là sau này các bạn nghe các bạn sẽ không thể nhận ra chữ đó là chữ nào. Nghe âm thanh, não bộ mình ghi nhận và hình thành ra hình ảnh, mình nhìn thấy cái chữ đó. Để sau này khi một người nào đó đánh vần một chữ hoặc là đánh vần cái tên của họ thì mình biết cái chữ đó là chữ gì, thì mình tập từ từ. Và bảng chữ cái alphabet này hết sức quan trọng trong tiếng Anh. Ok, và chúng ta đừng có xem nhẹ nó. Rồi tôi đọc lại ha. Vừa đọc vừa nghe và trong đầu các bạn vừa hình dung ra cái chữ đó nha. A B, nhớ đọc đúng. C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Và bây giờ tới lượt các bạn. X, Y, Z.